bắt bà trùm 25 tuổi cùng 105 kg ma túy ở chung cư Goldmark City. Quá trình kiểm tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ 105 kg ma túy gồm ketamine và MDMA tại khu đô thị Goldmark City. Chiều ngày 14 tháng 1, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây này do Nguyễn Thị Ninh, 25 tuổi, trú xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, Hà Giang, cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn tại khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn. Qua xác minh và điều tra, Công an xác định ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của Ninh tại tòa G3 nên đã tập trung lực lượng, triệt phá đường dây. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 1, Công an bắt quả tang khi Ninh đang vận chuyển 7 thùng carton bên trong chứa ma túy tại hầm tòa nhà G3. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ninh tại phòng 19.1 tòa G3, Công an thu giữ thêm 15 thùng carton chứa ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 105 kg gồm ketamine và MDMA. Mở rộng điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ khai thác 15 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội.